ơi, hôm nay là một ngày đẹp trời. Chay lại được mẹ chay chở. Đi park. Đi công viên. Trời ơi, hello, gặp trai là hello liền. Chay ơi, mày nghĩ con nên mặc áo vô đó con. Gì vậy? Gì vậy? Bị kẹt tay dưới rồi hả? Mẹ coi coi. Wow, đã quá, được đi park chơi đồ này kia nữa. Hello chị. Hello chị. Hello chị. Chị không hiểu con nói gì đâu chay ơi. Trời ơi, xui thương không, hello chị. Coi con. Con người ta nói chuyện đàng hoàng dễ sợ không? Nó thích cái này, lúc nào đi tới này nó cũng lên chỗ này đó. Đây sao? Xe mẹ nghĩ con nên mặc áo vô đi con. Mặc dù mình thấy ấm đó nhưng mà con đứng hồi là con ngắm đó. Mặc áo vô vậy là chơi thoải mái nè. Thoải mái sáng về sớm nè. Ok. Ok. Xuống nè. Lâu lâu mới được ngày đó. Còn cả tháng nữa lận. Còn cả tháng nữa là trời mới ấm lại cô chú ơi. Cô chú thấy không? Mấy đứa nó tới đây mà nó có trời này là nó sướng lắm. Nó được chạy tung tăng đồ này kia sướng lắm. Mấy ông vợ mấy cái xứ lạnh khổ lắm cô chú ơi. Mẹ ráng làm có tiền để di chuyển chay qua xứ ấm nghe chay. Muốn qua xứ ấm. Qua xứ ấm là phải trả giá. Đi đâu mà nó chạy đâu tuốt lại nhà kia trời. Ở Mỹ này nè các bạn quên nữa, không biết các bạn có biết điều này chưa. Mấy đứa con nít đi học á, tới 3 giờ chiều là nó về tới nhà. Chứ nó không có học tới 4-5 giờ như mình. Nên là cái trường này là bây giờ hiện tại bây giờ là mấy đứa nữa nè. Cái này đã nằm trong một cái trường đó. Trường tiểu học. Mấy đứa. Chú mày ơi. Hả? Bông. Bông à? Thôi tự xuống đi. Tự xuống đi. Lên được thì xuống được. Mày đứng ở dưới này mày chăm chưa? Đúng rồi, giỏi quá. Hello chị. Chị hiểu gì chị chết liền luôn em ơi. Coi chừng nha, nhìn xuống nha, cái bước đó đó, ừ, cái bước đó đó. Đúng rồi, giỏi. Thấy chưa, phải mặc áo vô chứ còn à. Một chút nữa gió lên lạnh lắm đó chứ phải giỡn đâu. Gió hay chưa trời. Gì chay? Chay đi lại chay xích đu tiên không? Đi chạy chay xích đu không? Đi không? Phải chay xích đu không con? Gió cũng lạnh chứ không có gió thì thấy ấm. Mà có gió thì lạnh. Hả? Trời ơi, nó thấy chị đó làm vậy cái nó nói giỏi quá chị ơi. Coi được không? Lại nói tiếng Việt với mấy đứa đó đi chay. Hả? Giỏi quá. Giỏi quá chị ơi. Giỏi quá chị ơi. Leo lên con. Còn bị đau hả? Bị đau đâu? À bị đau đó hả? Thôi con kiếm trò khác con chơi đi. Con kiếm trò nào nhẹ nhàng hơn đi. Mình nhỏ mình làm việc nhỏ nha con. Đi đâu? Giận chơi đâu? Đi lại xích đu chơi không? Khoái. Khoái cái công viên này lắm cô chú ơi. Đi ngang qua mỗi lần công viên toàn là đóng tuyết. Không ai ai vô cho nổi. Kệ nay ráng ngồi đó chơi cho đây. Cho nó chơi 45 phút tiếng đồng hồ. Cho nó thỏa mãn đó. Trời ơi, coi lại ba leo kìa. Ba leo kìa. Con leo chưa được đâu. Lại lấy xe đi, lại lấy xe, the wheel on the bus, go round and round đi. Đâu hả? Cát á, cái này là cát á. Yêu hả?
Đi lại chơi xích đu không? Lại chơi xích đu không? Cái gì? The wheel on the bus đi. À, ngồi đi. Ừ, xe đó. Xe này xe gì vậy? Xe gì? Xe. Ừ, xe gì? Bye bye. Ừ, xe này không có đồ lái gì vậy trời? Người sau lái. Không có đồ lái. Cứ dừng đụng đầu nghe. Rồi, ngồi em đây. Ok. Ok thì sao? Ok mẹ. Ok thì sao? Ờ, trời ơi, giữ chưa? Thì sao nữa? Mẹ. Thì sao nữa? Mẹ. Thì sao con? Con đi lên cái cây không? Này là phải cỡ chừng thêm 2-3 tuổi nữa chơi mới đã. Cái con này là chơi khào khào cho vui thôi, chơi quạt quạt trét trét thôi, chứ còn chưa có chơi được như mấy anh chị kia. À, mấy chị kia lớn nè. Hả? Chị em sao? Có chơi toàn tiếng Việt không? Mấy chị này tưởng con này chắc mới qua Mỹ. Ai nói chơi đẻ ở Mỹ đâu. Ủa, chứ ai đẻ ở Mỹ nói tiếng Việt không à? Hả? Rồi cái nhỏ kia nó la, con bé kia nó la, xong cái chay quay lại chay kêu im, chơi là phải im lặng. Nó chưa kịp thấy cái này, nó nhìn qua cái khác nó qua rồi. Mấy anh chị này là cũng không phải. No. Two and a half. Oh really? When's her birthday? November 11th. So she's like she's literally like maybe 28 months. Oh, she's younger than me. Oh really? She's just huge. She was born in April. Oh. 2017. Yeah, 2017 November. Oh, so she's older. Yeah, yeah, because she's not 2 and a half yet. No, not yet. Yeah, she's older than me. Okay. She was always that big. Trời ơi, con nó thì phải giữ tận. Hả? Trời ơi, con giữ tận chưa? Giữ tận chưa? Rồi lên tới đây luôn, đi xuống, bước xuống. Rồi, mắc kẹt. Cái con bé đó là mẹ nó nói là mày có nó say hi với cái bạn này chưa, là ăn chay chưa. Nó con bé đó nó không chịu. Cái mẹ nó nói chắc nó bằng tuổi mày đó. Cái Ngọc nói không đâu. Con tôi nghĩ con bà lớn hơn, nhìn nó kìa. Nhìn. Mà xong rồi cái Ngọc nói không đâu, tôi nghĩ con bà lớn hơn đó. Cái bà nói không đâu, tôi nghĩ bằng tuổi. Cái mới nói ra là chay sinh tháng 11, còn con bé đó, áo trắng này là sinh tháng 4. Vậy là nó lớn hơn chay cỡ khoảng 11, tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 tháng. Nó lớn hơn chay 7 tháng đó. Cái gì không chịu? Giận rồi hả? Chị dành chơi với con hả? Chết bà rồi, giận rồi, bây giờ giận ngon gốc rồi. Trời ơi, mạnh ai nấy chơi đi chị hai ơi. Chị mày đặt chị giận đâu nữa. Đi con. Giận rồi. Hả? Không chơi nữa hả? Không.
cô vụ ra đây, cô đây cô vụ giận nữa, khổ dễ sợ. Ờ giận đi chơi chỗ khác. Mẹ hả? Mà cái mà bà chay bà đứng với cái con bé đó, thấy bà tưởng bé đó lớn hơn bà là cỡ bao 2 tuổi. Tức mà thiệt. Mà hai cái mấy đứa bé đó không phải là người Mỹ đâu. Mấy con bé đó là người chính gốc, là người Iran đó mọi người. Người Trung Đông á, chứ không phải người Mỹ. Nhìn nó giống vậy. Wow. Người Trung Đông mà ví dụ như ba mẹ nó là thế hệ thứ hai, tụi nó là thế hệ thứ hai ở Mỹ, còn mấy đứa trẻ này là thế hệ thứ đúng rồi, mấy đứa trẻ thế hệ thứ hai, ba mẹ thế hệ thứ nhất. Mà cái mấy đứa này thì giàu thôi đừng nói tới luôn, giàu lắm. Tại vì qua đây là toàn là gọi là mở cây xăng, rồi mở chợ, rồi mở nói chung là mấy cái tiệm bán gọi là cái gì, bán rượu, bán bia, rồi nói chung là mấy người này giàu lắm. Tại vì mấy người này người ta có một cái ý chí giống như là phải làm chủ, nên là người ta rất là giàu. Tại vì hồi xưa Ngọc đi làm nail á, khách của Ngọc toàn mấy người này không, nên là Ngọc biết rõ mấy người này lắm. Rồi leo dữ chưa, leo được 3 cục rồi đó. Nhà mấy người này gọi là triệu phú không, chứ không phải giỡn đâu. Giỏi quá. Leo giỏi quá hả chay? Leo giỏi quá đấy hả? Hả? Không được đâu hả? Con leo không được hả? Yeah. Oh. Trời ơi, tự nhiên lại ôm con, thả có được không? Nó lợi dụng. Nó giờ lợi dụng sơ hở làm bọn. Con leo lên đi. Trời ơi, tức giận. Trời. Coi chừng anh đập chứ không? Chơi. Đạp tay con chứ lộn. Chạy. Chạy đi hết vậy. You gotta wait. Okay. Sit and wait. Good job, chạy đi. Rồi ngồi xuống đợi. Ngồi xuống đợi đó. Cô chú ngồi xuống đợi. Cái gì? Ngồi xuống đợi nha con. Đợi chừng nào mấy anh xuống rồi tới con nha. Đó, giữ chưa? Đó, nó thấy có cây chè trống trống lại lên rồi. Hi no. James, excuse me, she went on there. Move away. James. Nope, get down, James. I thought you said you were going to make good choices. Get down, please. One, two. Get down or I'll pull you down. Mẹ của thằng bé đó nói là con chay leo lên cái kia trước, mà tại sao tự nhiên giành chay, rồi cái mẹ nó kéo nó xuống, nó để cho mẹ nó nói là con bé kia, em bé này leo lên trước mà tại sao mày lại chạy lại mày giành, nên là mẹ nó kéo nó xuống để cho. Wow, chay leo lên tới đó rồi cô chú ơi. Say hi. Good job, chay đi xuống hả? Xuống hả? Đây kìa, nó leo lên tới đây nè, nó ngồi kìa đó. Wow, yeah. High five. Boom. Giờ con muốn xuống không? Xuống, tự xuống đi. Kiếm đường xuống đi. Xuống mẹ ơi. Hả? Xuống mẹ ơi. Đỡ xuống. Chào mẹ. Xin chào mẹ. Cô nói mẹ ơi. Đỡ con xuống. Ai mượn leo chứ? Không, con nói sao? Con nói bye bye. Thôi, đừng có xúm lại chỗ người ta chơi, cứ xúm lại hoài chạy thôi. Đi kiếm cái chỗ khác chơi đi. Kỳ lạ.
Giỏi quá. Trời ơi, trời 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 đó, đi đi giống hai cả lương hát bội đó.